Ok là Con chúc trời con chào con cảm ơn rất nhiều vì ngài ở cùng với tất cả anh chị em con chào cảm ơn vì okay, tất cả những cái chương trình sao tất cả những cái buổi lễ sao ngài đã cho diễn ra một cách tốt đẹp hết sao để đầu chúng con những người đã được Chúa dạy dỗ bao gần 1 2 năm qua sao để chúng con được những tiên tri sơ sứ đồ của ngài chúc phước cha để chúng con được chấm điểm là được xác nhận chúng con đã tốt nghiệp sao qua trường Jose sao và chúng con đã bước đến gõ bước đường để vào trong miền đất hứa sao đánh chiếm trời con cảm ngài rất nhiều sao cảm ngài rất nhiều vì thần mạnh sức thần gọi là mạnh sức của ngài cùng con sao để rồi chúng con là những cô chiến binh của ngài sao chiến binh đất thắng của ngài sao cảm ngài ông con cầu nguyện danh Chúa Jesus amen amen cảm Chúa thì hôm nay chúng ta sẽ học về lời cầu nguyện gây dựng bằng lời Chúa cảm Chúa thì đây là bài học về việc mà chúng ta nhận biết được cái việc cầu nguyện của mình đó là phải cầu nguyện bằng lời của Chúa có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện cảm Chúa thì cái định nghĩa của cầu nguyện của Hội Thánh chúng ta rất là rõ ràng đó là chúng ta chuyển giao ý muốn của Đức Chúa Trời từ trời xuống đất nên tất cả những cái lời cầu nguyện của mình là tìm kiếm ý muốn của Chúa chứ không phải là mình tìm kiếm cái đáp ứng nhu cầu của Chúa cho đời sống của mình nhiều người khi người ta cầu nguyện người ta vẫn cứ nghĩ về việc gọi là phải cầu nguyện để Chúa đáp ứng để cầu xin Chúa đáp ứng cho được cái nhu cầu trong đời sống của họ nhưng mà đa số nhu cầu của họ đều là từ nhu cầu ở trong gọi là ăn gì uống gì mặc gì trong đời này họ không có tìm kiếm nước trời sự công bình của Ngài trước tiên nên đâm ra là theo cái sự cầu nguyện của họ đôi lúc Chúa gọi là họ cứ chờ đợi cái sự trả lời nhưng mà cái sự trả lời nó thường nó đến theo một cách khác và họ phải gọi là họ phải biết gọi là thay đổi cái tâm trí của mình để hiểu biết cái ý muốn của Chúa và họ sẽ rất là khó khăn trong cái việc mà nhận biết ý muốn của Chúa khi mà họ không biết rằng cái việc cầu nguyện á, là phải tìm kiếm ý muốn của Chúa phải cầu nguyện bằng lời của Chúa có nghĩa là họ phải hiểu ý muốn của Chúa lời của Chúa dạy dỗ họ như thế nào trong cái nhu cầu trong cái điều mà họ đang cầu xin nhà cảm Chúa thì ta biết được là Chúa dạy chúng ta là phải trong Matthew đoạn 7 câu 7 đến câu 11 là hãy xin sẽ được hãy tìm sẽ gặp hãy gõ cửa sẽ mở cho bởi vì hãy ai xin thì được ai tìm thì gặp ai gõ cửa thì được mở trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng hay con mình xin cá mà cho rắn chăng vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay huống chi cha các ngươi trên trời hãy chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao cảm Chúa thì tất cả những lời của Chúa nó bày tỏ cho chúng ta đều trong cái việc mà chúng ta tìm kiếm những cái sự cao sang ở trên trời chứ không phải là khi mà chúng ta đọc câu thánh này chúng ta cứ nghĩ về cái việc mà xin đồ ăn đồ uống đâu tại vì Chúa nói rồi mà cái đồ ăn nó gọi là sự sống của các ngươi còn có quý hơn đồ mặc hay sao còn thân thể của người có quý hơn đồ mặc hay sao và sống của người có phải quý hơn đồ ăn hay sao nên cảm Chúa thì mong muốn của Chúa là không không chỉ gọi là chúng ta cầu xin những cái thứ ăn gì uống gì nhưng mà chúng ta phải cầu xin được gọi là một trong những cái điều tuyệt vời nhất là Chúa nói là hãy cầu xin tìm được mặt Ngài đó hãy tìm mặt Ngài cảm Chúa thì việc mà tìm được mặt Ngài tìm được hiểu được ý muốn của Ngài hiểu được đường lối của Ngài là cái điều tuyệt vời nhất em ta cầu nguyện để rồi để sống của mình chúng ta tìm kiếm được cái mặt của Chúa tìm kiếm được cái tri thức mà Chúa mong muốn chúng ta cái ý muốn lời dạy của Chúa mạng lệnh của Chúa để rồi chúng ta tìm kiếm chúng ta thực hiện cái điều đó và chúng ta đem cái những cái ý muốn của Chúa từ trên trời xuống đất này ăn rất là nhiều amen con sẽ cầu nguyện trước cảm Chúa cái này Chúa đã chờ ông con sao ông cảm ngài rất nhiều sao ô vì ngài là đấng mà dạy dỗ ông con sao ngài là đấng cho ông con hiểu biết được sao trong đời sống con sao ông con phải cầu xin những điều theo ý của ngài sao cầu xin theo lời bằng bằng lời của Đức Chúa Trời sao cầu nguyện bằng lời gây dựng của ngài sao ông cảm ngài rất nhiều sao vì lời của ngài sao là chân lý cho lẽ thật cho chúng con sao chúng con phải công bố lời của ngài nhiều hơn sao ông con phải nghiên cứu đọc lời ngài nhiều hơn sao ô vì lời của ngài là cái sự gây dựng cho đời sống của con sao cái nền tảng vững chắc cho đời sống của con sao nếu mà chúng con không có lời của ngài sao thì tất cả những gì chúng con sai thì tất cả những gì chúng con cầu xin sao nó sẽ trở nên gọi là méo mó hay sao nó sẽ trở nên không đúng với ý muốn của ngài sao và chúng con phải mệt mỏi trong cái việc mà tốn thời gian trong cái việc mà cầu xin những điều không đẹp lòng Chúa sao nên cầu nguyện để ngài làm việc cho đời sống con sao để là chúng con sao cảm ơn nhiều vì ngài chọn con là
Học sùng ái của Ngài ra là những con người mà được gọi là những con người khiến cho Ngài vui lòng để Ngài gọi là dựa đào vào cha. Cảm Ngài rất nhiều sao Ngài nói rằng chúng con là nơi mà Ngài cảm thấy được yên nghỉ sao. Cảm Ngài sao nơi cầu nguyện sao ô xin Ngài giúp đỡ hướng dẫn tất cả chúng con sao chúng con phải rèn luyện đời sống của mình sao con tìm kiếm được ý muốn của Chúa sao chúng con tìm kiếm mặt Ngài sao chúng con không chỉ cầu xin Ngài sao con tìm kiếm sao và chúng con còn gõ cửa nữa sao. Ok, gõ lớn nhất đó là gõ chính xác nhất đó là gõ vào chính gọi là mặt gọi là gõ vào chính tìm tìm được mặt ngài sao cảm ngài xua con ôi xin ngài hãy ở chúc chúc phước tất cả anh chị em con sao con cảm ngài vì ngài sẽ đưa đường cho anh chị em con sao đến nơi Washington sao và nơi đó sao chúng con sẽ đặt gọi là cái vị gọi đánh dấu cái lãnh thổ của mình sẽ đánh dấu lãnh thổ mà Chúa sẽ ban cho ông con sao cho con cháu cho dòng dõi của con sao để rồi ở nơi đó sao con sẽ chiếm cái nơi cao đó sao cái nơi mà Ngài nói rằng phương Bắc đó sao con nguyện sao để chắc chắn con cháu con sao chắc chắn trong thời kỳ đậu quân đặc nhiệm con cháu sẽ chiếm mà ở cái cửa thành phương Bắc đó sao để rồi ôi chúng con sẽ là những người mà không gọi là quan trưởng mà đi 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 bộ nữa sao nhưng con sẽ là những người đi ngựa sao chúng con sẽ là những người đứng ở trong các đỉnh lĩnh vực sao ôn cảm ngài rất nhiều xưa con ôn cầu nguyện thế nào ngài ban ơn như một sư cường cho một sư hương sao ở cùng với cô chi và chú trông sao để rồi họ đại giải quyền năng của ngài sao đại giải thần của ngài sao được ơn trước tất cả những con người mà những con người mà cầm gọi là quan quan trưởng trong trong thế gian này sao để rồi những con người quan trưởng thế gian này sao họ nhìn thấy quan trưởng trong nước trời sao họ phải khiêm nhường hạ mình sao để lắng nghe sao để nhận được cái sự bày tỏ của Chúa sao ôn cảm ngài rất nhiều sao ô con nguyện rồi thiên sứ của ngài đưa đường cho một sư cường một sư hương và chú chồng của chay sao đi đường được bình an sao ô và tất cả những nơi mà họ đặt chân đến sao huyết của ngài bao phủ sao để rồi bao phủ hết tất những con người xung quanh nơi đó sao để linh hồn của những con người ở nơi đó sao được phục chọn về ngài sao ôn cảm ngài rất nhiều chúa con ô con dân các anh chị em con lên sau ngài sao ôn cảm ngài sao con xin ngài giúp đỡ con để tự trong con tăng trưởng trong sự nhận biết chúa cho trong độ tuổi thuộc linh của mình sao ô vì khi mà chúng con tăng trưởng chúng con ngày càng trưởng thành sao chúng con sẽ không như con trẻ nữa sao chúng con sẽ không gọi tốn thời gian trong cái việc mà xin đủ thứ hay sao nhưng mà chúng con không biết xin đúng điều mà chúa muốn sao nhưng mà những người trưởng thành sao họ biết cái điều mà người cha của mình muốn sao biết cái điều mà người mẹ người cha của mình mong muốn cho và họ sẽ ấy, gọi là làm đúng gọi là ý muốn của người cha mình cho những gì họ xin cho sẽ được cho chắc chắn sẽ hoàn thành cho vì cái lời cầu xin của họ cái lời tuyên bố công bố của họ cho là cái lời đẹp lòng người cha người mẹ của mình cho cũng con cũng có ôi sẽ thân làm việc với đời sống mình cho tìm kiếm ý muốn của Chúa cho để ông có tăng trưởng trong nhà của ngài cho nên những người mà thân gọi là những người trưởng thành ở trong nhà của Chúa cho chứ không thể như con trẻ suốt ngày gọi là cần Chúa đem đồ ăn thức uống đến sao nhưng mà chúng con sẽ là những người làm việc trong nhà của ngài sao con cảm ngài rất nhiều sao con giao tất cả anh chị em con cho ngài sao con cùng nguyện danh Đức Chúa Soris Amen. 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 Cảm ơn Cha Thiên Thượng. Amen. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì bài học về sự cầu nguyện đẹp ý của Ngài. Đó là lời cầu nguyện, lời theo lời của Ngài, Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện để lời của Chúa đến trong đời sống của chúng con, để ý của Ngài đến trong đời sống của chúng con, để danh của Ngài được sáng trong đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa về tất cả những điều mà Chúa truyền lại cho chúng con, để chúng con, Chúa, được khôn ngoan, được thông sáng, được hiểu biết, Chúa ơi. Và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, chúng con đập nát tất cả những con người của Babylon ra khỏi đời sống của chúng con, Chúa. Và con người mà chỉ biết xin về theo ý của mình, thì con cầu nguyện, Chúa ơi, trong danh quyền năng của Ngài, Chúa ơi, đến trên đời sống của chúng con, Chúa ạ. Cảm ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi, và chúng con cầu nguyện, Chúa ơi, xin ý của Ngài được nên trong tất cả những cái điều mà Ngài bày tỏ trên người cha thuộc linh của chúng con, để ý muốn của Ngài về cái công việc đời sống của chúng con hàng ngày, đó là chúng con phải trung tín trong các công việc mà Chúa giao phó, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, và chúng con cầu nguyện cho cái lời mà Chúa ban tặng cho chúng con, đó là chúng con phải
phải phải phải có ước muốn của Chúa trong đời sống của mình, đó là đi chiếm các dân các nước, thì chúng con làm việc với tấm lòng của mình trước tiên, Chúa ạ. Và con cầu nguyện cho khải tượng của người cha thuộc linh của chúng con về 603 triệu 550 người mà qua đời sống của mục sư của chúng con họ sẽ trở nên những người lãnh đạo tuyệt vời, những người vĩ đại, Chúa ạ. Và 603 triệu 550 triệu linh hồn vào nước trời, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa về những điều mà Chúa bày tỏ cho người cha thuộc linh của chúng con, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa về cái ý tưởng mà hủy phá cái chế độ, hủy phá tất cả cái sự dạy dỗ của tôn giáo và cộng sản và tất cả những cái liên minh của những cái thế lực ngầm xấu mà không 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 đẹp lòng Ngài trong người cha thuộc linh của chúng con và trong cả chúng con nữa, Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con yêu mến Chúa, Chúa ơi. Và chúng con cảm ơn Ngài khi mà chúng con cứ phát triển Chúa thì chúng con lại càng nhìn thấy con người của mình trưởng thành đẹp sáng ngời, Chúa ạ. Thì chúng con cứ phát triển Chúa trong tấm lòng của chúng con là theo ý của Ngài, Chúa ạ. Thì chúng con nhìn thấy tất cả công việc Chúa làm, Chúa mong muốn qua cả những người thân yêu, cả những cái người mà chúng con chưa hề biết nữa, chúng con nhìn thấy những ý muốn của Ngài mong muốn để làm việc cho họ, Chúa, làm việc để cho họ nhận biết Ngài, Chúa. Cảm ơn Ngài, chúng con yêu mến Ngài, chúng con yêu mến tất cả những cái yêu mến người cha của mình, yêu mến tất cả anh chị em của mình, yêu mến tất cả những người mà chúng con gặp trong đời sống của mình, Chúa ạ. Chúng con yêu mến Ngài, Chúa ơi. Và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Và Chúa. Amen. Amen. Chúa. Amen. 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 Hallelujah. Chúng con cảm tạ cha, chúng con ngợi. Ô Ngài yêu anh chị em chúng con, Ngài ban cho chúng con chính lời của Ngài. Ngài đã sinh chúng con ra trong lời của Ngài, Chúa ạ. Ôi cảm tạ ơn Chúa, lời của Ngài đã xây dựng đời sống của chúng con, xây dựng cái tính cách của chúng con, xây dựng với công ăn việc làm của chúng con. Cảm ơn Chúa và tâm tâm linh hồn thể xác của chúng con. Chúng con được nhờ lời của Ngài để chúng con chỉnh đốn lại cái tính cách của chúng con, chỉnh đốn lại cái đường đi lối sống của chúng con, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa, bởi vì lời của Ngài là lời sắc bén như gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi chia hồn kinh, hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và cái lòng chúng con, Chúa ạ. Để tra xét lòng chúng con còn điều chi sai trái, Ngài nhờ lời của Ngài đã chỉnh đốn lại chúng con. Ô sửa lỗi lại cho chúng con để chúng con biết đi theo lời của Ngài dạy dỗ và chỉnh đốn lại cái đời sống của con, Chúa ạ. Ôi chẳng con cảm ơn Chúa, tất cả đều chúng con phải vạch trần trước mặt Ngài. Ôi Chúa ơi, tất cả điều đó để chúng con luôn luôn đến với Ngài trong sự tôn kính, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn đến với Ngài trong sự trần của chúng con để chúng con được trong suốt, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa. Nhưng Chúa đã yêu thương anh chị em chúng con, Chúa đã ban chính con một Ngài Jesus Christ để đến để cứu lấy linh hồn chúng con, Chúa ạ. Bởi linh hồn chúng con thật là quý giá trước mặt Ngài. Ngài bổ sức cho anh chị chúng con để mỗi ngày dạy dỗ chúng con, khiển trách sửa chỉ huấn luyện chúng con, để chúng con mỗi ngày nhận biết bản tính của chúng con, nhận biết chúng con là ai trong Chúa, Chúa ạ. Chúng con nhận biết ý Ngài nhiều hơn khi chúng con đọc lời của Ngài là tấm gương để chúng con đi theo Ngài, Chúa ạ, để lời của Ngài chỉ dẫn cho chúng con đi vào sự sống đời đời, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa để chúng con sống bằng lời của Ngài, chỉ có lời của Ngài là bánh và lương thực thuộc linh để chúng con ăn mỗi ngày. Chúng con ăn Chúa, ăn mắt, ăn để ăn mắt của Ngài để chúng con có sự sáng của Ngài, ăn môi miệng của Ngài để chúng con có lợi, có nói ra những lời của Ngài, để lời của chúng con đưa ra tất cả những lời hữu ích cho những người nghe, Chúa ạ. Ngoan cảm ơn Chúa, chúng con ăn tai của Ngài để chúng con biết lắng nghe lời của Ngài để chúng con thính, tai chúng con thính mà chúng con nhận biết ý Ngài Chúa hơn, Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa để tư duy phân tích của chúng con phải tập trung vào trong sự học hành, làm việc, chúng con động não để chúng con phải luôn luôn tập trung vào Ngài, Chúa ạ, tập trung để chúng con có bật mở những tài năng trí thức của chúng con. Chúa, con cảm ơn Chúa
để chúng con ăn tay của Ngài, để chúng con làm việc những điều mà Chúa làm, Chúa ạ. Ăn chân của Ngài để chúng con đi đi theo đường lối của Ngài, để chúng con không mệt mỏi, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa bởi Chúa đã bồi sức anh chị em chúng con mỗi ngày, bởi chúng hết lòng với Ngài, con không còn chúng con bỏ hết tất cả mọi sự đi theo Ngài, Chúa ạ. Chúng con không có tìm kiếm những gì hạ giới ở thế gian này. Hồi chúng con, nếu mà chúng con được cả thế gian mà chúng con mất phần linh hồn thì chúng con không được gì, Chúa ạ. Chúng con không có ích lợi gì cho chúng con, Chúa ơi. Nhưng chúng con phải liều mình vì Chúa, hết mình lòng vì Ngài, Chúa ạ. Chúng con liều mất mạng sống vì chúng con vì Ngài, thì chúng con sẽ lấy được mạng sống ấy, Chúa ạ. Đó là lời của Ngài đã khẳng định chúng con rồi, Chúa ơi. Đó thì lời của Ngài phán ra cho chúng con để chúng con thực hành và làm theo, Chúa ạ. Chúng con không có tự lừa dối, không có nghe suông mà tự lừa dối chính chúng con, Chúa ơi. Chúng con phải lắng nghe điều Chúa rỉ tai chúng con, để chúng con lên đứng mái nhà mà công bố ra, Chúa ạ. Chúng con không sợ điều mà Chúa ban sức mạnh cho chúng con. Chúng con không sợ người đời, không sợ những giết thân xác chúng con, Chúa ơi. Nhưng chúng con phải sợ chính là đứng mà giết cả hồn lẫn xác của chúng con xuống hỏa ngục, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa bởi chúng con biết kính sợ Ngài. Chúng con không còn kính sợ bất cứ những người nào, Chúa ạ. Kính sợ Ngài là Chúa đã giải thoát những sự sợ hãi của chúng con, Chúa ơi, để chúng con được mạnh dạn đứng trước mặt mọi người mà công bố lời của Ngài ra, Chúa ạ. Để chúng con không nhút nhát, bởi Chúa đã ban thánh linh của Ngài. Ngài không phải là thánh linh làm cho chúng con nhút nhát, nhưng thánh linh của Ngài làm cho chúng con sự mạnh dạn, Chúa ạ, để chúng con có sự mạnh dạn đứng trước mặt tất cả những con người, Chúa ơi, mà công bố lời của Ngài ra, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Mỗi ngày Chúa rỉ tai chúng con để mỗi ngày biết lắng nghe lời của Ngài, bởi tất cả những điều mà Chúa nhận được từ nơi Cha, Chúa truyền lại cho chúng con, Chúa ạ. Bởi Chúa đã không gọi chúng con tôi tớ nữa, nhưng Chúa lại gọi chúng con bạn hữu của Ngài. Bạn hữu của Ngài thì Ngài mới giao phó tất cả chúng con, tất cả mọi sự từ nơi Cha cho chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa thẩm quyền từ trời xuống đã giao cho Ngài, thì Ngài đã khi Ngài đã về trời, Ngài cũng giao lại cho chúng con qua bởi Thánh Linh đứng lại yên ủi, đứng an ủi để giúp sức cho chúng con, dạy dỗ cho chúng con trong những ngày sau cuối này, Chúa ạ. Là những người mang tin lành vương quốc của Ngài gieo rắc khắp đất này, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con nhận ra những điều này để chúng con làm việc với Ngài, để chúng con luôn luôn tập trung vào công việc của Ngài, Chúa ạ, để công việc của Ngài được phát triển trong đời sống của chúng con, trong anh chị em chúng con, để chúng con phát triển thân thể của Ngài trong đời sống của chúng con, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con chúc phúc cho anh chị em chúng con, chúc phúc cho tất cả những con người mà lắng nghe chúng con, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa, chúng con yêu Ngài, chúng con dâng sự vinh hiển về cho Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Oh. Đang nghỉ ngơi. Ôi lạy Cha dấu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Ngài yêu anh chị em chúng con, Ngài sửa dạy chúng con bằng lời của Ngài. Chỉ có lời của Ngài mới có quyền năng, mới có sức để cứu linh hồn chúng con. Vì lời Chúa phán rằng, hãy nghiêng tai mà đến với ta. Hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là tình yêu vững bền của ta dành cho David. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Chúa yêu thương David như thế nào thì giờ đây con nghe lời mạng lệnh của Chúa và chúng con đến với Ngài để nghe những gì Ngài dạy chúng con. Lời của Ngài là sức mạnh để nuôi sống linh hồn chúng con. Con cảm ơn Chúa vì đó là lời hứa và lời giao ước Ngài đã hứa với David, thì cũng Ngài cũng đã hứa chính chúng con là những con, là những con người mà Chúa đã tạo dựng nên. Chúa đã yêu thương, Chúa muốn chăm sóc đời sống của chúng con.
Xin lời của Ngài là nguồn nước hằng sống, dạy dỗ chúng con để chúng con ăn những lời đó, qua lời đó thì chúng con mới khôn lớn với trưởng thành trong Ngài. Vì con tin ý tưởng của Chúa thì bao giờ cũng tốt lành và đều Chúa hứa. Con cảm ơn Chúa vì định hướng của Ngài luôn luôn công bình dành cho chúng con. Cũng bắt chước Chúa là một tấm gương cho chúng con. Ngài đã đi trước là người anh cả để mà dạy dẫn dắt chúng con. Chúng con bắt chước Ngài. Chúng con là những phần tử trong thân thể của Ngài để chúng con ăn của Ngài để lên tất cả những giá trị mà lời của Ngài có quyền năng đó cũng phân phát cho người khác nữa chưa ạ? Con cảm ơn Chúa đã nhìn giữ chúng con để chúng con được mỗi ngày khôn lớn trưởng thành hơn trong ngày. Xin Chúa cũng cho anh chị em chúng con trong công việc ngày mai này chúng con đi xin lại cũng bổ sức cho anh chị em chúng con để chúng con đi mà chúng đem tất cả những điều chúng con có được chúng con cũng làm mọi việc để cầu nguyện cho tất cả những người chúng con gặp gỡ. Con cảm ơn Chúa chỉ có lẽ thật của Ngài mới giải thoát chúng con được sự sống này. Cảm tạ Ngài Thiên Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cha, chúc con và cho Thánh Linh con. Amen. Amen. Mà như thấy. Này Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì sự dạy dỗ của Chúa mỗi ngày, lời của Chúa ăn sâu vào rễ trong tâm trí của chúng con, điều khiển linh hồn chúng con, làm cho chúng con biết vâng phục Chúa. Con cảm ơn Chúa cho chúng con biết có cái kế hoạch mỗi trong mỗi ngày để có cái việc, có cái ưu tiên thời gian để mà được tương giao riêng tư với Chúa. Nhân thì tất cả đời sống của chúng con, anh chị em của chúng con trong tay Ngài. Xin Ngài gìn giữ chuyến đi của một sư Cường, một sư Hoài Hương và anh chị Trung Chi vào ngày mai. Anh Hậu, nguyện tất cả những gì chúng con làm trong Chúa. Vì bắt chắc chắn không bao giờ luống công. Chúa nhìn thấy được tấm lòng của mỗi người chúng con đây. Tình yêu thương của Chúa vì Đấng Christ Chúa ạ, vì tình yêu của Ngài, như chính Ngài cũng đã vì tình yêu mà phó mạng sống Ngài cho chúng con, vì tình yêu mà Ngài yêu chúng con trước để rồi chúng con biết yêu Ngài. Xin Ngài gìn giữ mối quan hệ giữa chúng con với Ngài, siết chặt trên đời sống của chúng con và mối quan hệ của chúng con với nhau và với tất cả những người lân cận, để đi bất cứ nơi nào sự sáng của Chúa cũng luôn được tỏa sáng trên chúng con và được lay ra cho những người khác. Chúng con yêu nhau, chúng con yêu Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Sư Hương chưa bà lên. Sau sẽ chuyển Sư Cường cầu nguyện luôn nhỉ. Sau sẽ Hallelujah. Đã chẳng sắc khi tạo dưới chúng con tại ở lễ thật và chúng con nắm xem quy nhận Ngài như quy nhận có một lần người cha ô người mua lời Chúa ô là phát cả đức chủ ban đầu của Ngài ban đầu mua lời chủ trời mua lời cùng chủ trời mua lời là chủ trời mua vật do Ngài dựng nên cho chẳng vật chi mà chẳng bởi Ngài ừ cả ô là sẽ trong Ngài có sự sống ô trong Ngài sự sáng cho trong Ngài có tất cả Chúa chắc cả đã vừa Ngài đã nhập thể là ô Ngài đã chậm lại cho Ngài đã chậm lại để thôi chúng ta sẽ hiểu được để chúng nhìn được Ngài thành xác thịt Chúa thì cũng vậy ô lạy Chúa hãy giúp chúng con để chúng con biến ô những lời thì Ngài đã dạy được chúng con trở thành thịt Chúa Shakadabu Libresikru ô nguyện thần của Chúa khi Ngài đưa lời Ngài vào trong linh hồn chúng con đó Chúa ơi ô lời Chúa vào trong tâm thần chúng con tôi và lời Ngài khi vào linh hồn chúng con ô Chúa ơi khi nó tách
biệt là hồn linh cốt tùy Chúa. Ô xem xét từng phần nhỏ một, chi tiết một Chúa ơi, chặt cả đã bắt chúng con làm việc với từng chi tiết đó. Ô lạy Chúa, trong tay những sự có ân điển của Chúa lên trên đặc điểm này trên tất anh chị chúng con trong việc phân tích Chúa. Để mỗi chúng con được mặc cái tư duy phân tích sẽ có thể mà phân nó ra xong tích hợp nó lại cho sẽ có thể thành một cái chuỗi logic tôi để thực hiện được mục tiêu mà ngài đã định sẵn trong danh Chúa Jesus sẽ cả đảm bảo được điều gì anh chị đảm bảo được một cuộc sống cả đảm bảo được anh chị đảm bảo được điều gì cả tôi trong danh Chúa Jesus tôi còn gọi ân điển ngài đến trên anh chị chúng con trong tư duy chiến lược cho tôi để mỗi chúng con đều có cái tầm nhìn ô tổng thể đó khi toàn cảnh nó cho ô đang nhìn thấy tất cả các liên hệ lạc đéo với nhau sắc cả nhìn thấy được mục tiêu ô đã sẵn cả chắc chắn cho ô nhìn thấy ô đã sẵn được các phương cách ô để đạt mục tiêu đó và phân bổ tất cả các nguồn lực mà chú ban và mình đang có cho để đạt được cái mục tiêu đó cho bằng phương cách mà mình chọn cho trong danh Chúa Jesus Chúa ơi sắc cả đã bắt đầu được chủ đề bắt đầu chỉ cả sắc cả đun and sa kada bara guru kursi she ke chule kada bara bodu chan se and chule kada bara bodu yu so du ora sa kada bara bodu yu so kiro ngi tan biu loi kuna o ban tu chúng con cùng ngoan cho để chúng con biết được cái mục tiêu đặt mục tiêu đúng cho trong đời sống chúng con ô và cái thứ tự ưu tiên đúng trong đời sống của mình cho sa kada bara bodu yu so kara ngi nguyên tắc này dạy cho chúng con thành 80-20 nguyên tắc chúng con phân bổ thời gian nguyên tắc chúng con quản lý thời gian quản lý tiền bạc đọc ngân sách cho ô để chúng con biết làm việc con số để làm việc với từng bộ phận cùng đời sống mình chơi shakada barasi en chelo duru kurusi shakada barasi en chi em pha en duru duru chi em papa duru yurusi shakada barasi en chelo duru kurusi shakada barasi en chelo chúc bạn cho tâm sự này chúc bạn cho tất cả các anh chị em chúng con chúa tôi để đầu biết được thứ sót của này cứ thế mà bán cho họ cho tôi để muốn chúng con thực sự là đi nơi ngoài cho đi nơi mang sự sống của ngài vì ngài sự sống ngài sự sáng cho thì chúng con cũng mang sự sống sự sáng vốn có từ nơi ngài đó chúa như con một để từ nơi cha vua sẽ để tất cả những ngày con cũng là của chúng con cho chúa thế nào chúng con có thể ấy cho sha ka da ba du shi ka không trong gian này thôi đâu cho ô mà trong gian này không ở trên đất này mà trong là có đời đời với chúa ô ngày thế nào chúng con có thể sha ka chúng con không được khác ngày được cho ô là giờ trong ý tưởng của chúng con trong tư duy chúng con cho không được khác ngày được tất cả những ngày có chúa ơi, chúng con khát khao có điều đó cho sha ka da du shi ka để đẹp lòng chúa cho chúng con muốn giống ngài chúng con muốn giống ngài cha ơi sha ka da ba du chúng muốn giống ngài, sẽ cả là muốn giống ngài, chúng mới hiểu ngài được chưa? Mô hiểu được ngài, chúng con mới làm đẹp lòng ngài được chưa? Và cả đã được chỉ cả đã đẹp lòng ngài, chúng con mới thực hiện được cái điều mà ngài mơ ước chưa? Cái điều mà ngài đã hoạch định trước tháng thế cho bọn chúng con, sẽ cả đã để chúng con thực hiện được từng cái chi tiết, từng cái công việc, từng nhiệm vụ, từng mục tiêu. Ô đó cả mà ngài đặt trong sứ mạng điển định chúng con trước tháng thế trong Chúa Giêsu Christ. Sẽ cả đã bara sa cả đi u sĩ can chơi u đi chi em bơi bơi u ora sa ka du chu ka ba sa ka du le en sa ka da ba du so ora sa ka ra ba du shem papa ora sa chong da chu su ora sa ka chu ai con chúc phước cho anh chị chúng con để anh chị chúng con hiểu rằng ô chúng con đã học qua cái giai đoạn của những người sinh viên của trường thần học rồi cho ô nước và bây giờ tiến vào cái giai đoạn của người bắt đầu thực tập thực hành cho ô ra sa ka da ba du để ô anh chị em đã cùng chúng con trong cái 5 tháng qua cho đã ân điển chú bao phủ cho bây giờ họ cần phải chạy theo để làm việc kịp với những điều gì mà họ đã học cho trong danh Chúa Jesus Christ sa ka áp dụng thực của đời sống của mình suy ka da ba da ba du chi en sa ka da nhai nuốt đâu mà muốn nhai nuốt phải nghiền ra cho mình nhai nuốt được ô đó giờ ai cũng thể nói được nhai nuốt lời chú ai cũng thể nói đó khác lời chú cho ô nhưng mà chúng con không muốn cái lời đấy là cửa miệng của con cho ô mà tất cả nó nói trong sự sâu sắc sa ka trong sự Urasa là cứ không được hời hợt cho sa cả đa bậc chúng không muốn hời hợt Urasa đặc biệt dân chúng con đặc nhiệm là cái này không cải càng thể không thể hời hợt được cho ô vì chúng con học học sùng ái người thì càng không thể hời hợt được cho sa cả đa bậc Urasa chúng con này Urasa cả chúng con cần nhận trách nhiệm cao cho xin Chúa đổ đầy ân điển chúng con để cho nhận trách nhiệm về bản thân mình cho nhận trách nhiệm tất cả mọi sự xảy ra xung quanh mình cho nhận trách nhiệm đời sống mình nhận trách nhiệm về làm việc linh hồn mình làm việc với tất cả phòng ốc của linh hồn mình và làm đầy đủ giàu có tất thảy các phòng ốc đó cho tất thảy tài vật quý lợi của ngài cho trong dân chúa sự tất thảy lẽ thật ô tất thảy sự mầu nhiệm của ngài cho chúng làm cho đầy dẫy ở các đền thờ ngài cho đền thờ của chúa phải có khí cụ tuyệt vời
vời nhất Chúa, mọi khi cụ ô tinh hoa nhất, mọi khi cụ quý giá nhất, mọi khi cụ ô tuyệt vời trang trọng nhất Chúa ạ. Chúng con mang đến đền thờ Ngài Chúa ạ. Ô ra sát cả đáp đơn chuyển cả đáp đơn chuyển cho rồi cho đền thờ Chúa, cho rồi tâm linh linh hồn của mình Chúa ạ. Điều quý giá nhất ô ra sát về vô hình Chúa ạ. Và cho rồi thân thể mình Chúa ạ. Ô nhờ những điều gì mà tâm linh đụng đổ ra để chúng con được thạnh bộ và sát chúng con như đã thạnh bộ và tập lại trang trong danh Chúa. Hallelujah, cảm Chúa. Allah sẽ để chúng con luôn học 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 cho học theo Ngài, mặc cái ách Ngài, học theo Ngài Chúa ơi. Ô ra trong thần Ngài, trong sự ban ơn Ngài trong tiếng lạ thì mới Chúa Shaka đã bắt đầu buồn cho là sang cả đám điều ô đi xây cái đau để chúng con không bao giờ còn sự mệt mỏi nữa Chúa, mệt mỏi trong tâm thần, mệt mỏi trong hồn không bao giờ còn nữa Chúa Shaka đã bắt đầu buồn ô Chúa, chúng con không bao giờ cảm thấy ngoài về tinh thần, ngoài về linh hồn nữa Chúa, xa cả mà chỉ có sung sức mà thôi Chúa. Khi Chúa nhìn thấy cái sự thách thức, sự kêu gọi nào đó, Chúa nhìn thấy sự thách thức cần phải làm việc nọ làm kia Chúa. Ô ra sự cần về học điều nào học điều kia, ô ra sự cần về một tuần bao nhiêu buổi học cái này, bao nhiêu buổi học kia cho ô phải đến chỗ đến chỗ kia ô ra sa ca thì chúng con vui mừng cho ô ra sa ca chứ không về trong ngoài. Ô cho nhìn nhau ngắn ngẩm cho sa ca như kẻ bại trận vậy cho ô ra sa chúng không phải những loại như vậy cho ô chúng là người chiến thắng. Ô ra sa ca chúng luôn nhìn mục đích của mình vươn tới mà đạt được cho sa ca da bất tri chúa chi en cha bất tri sen sa ca da bất tri en sức anh chị em con trong thần Chúa, ô thần mạnh sức Ngài cho để nguyện anh chị em con cho biết nhạy bén với Ngài, để biết cầu nguyện thường xuyên luôn luôn cho để mặc lấy cái sức mới của Ngài, ô bị mặc lấy ân điển Chúa để làm cho mình mạnh mẽ Chúa ơi. Ô bởi vì rất nếu sống theo con người cũ, sống theo con người tôn giáo thì không thể làm được điều gì cả cho ra ca thì cầu nguyện ô vài tiếng đồng hồ trong một ngày, ô để làm công việc tôn giáo thì chẳng thể thay đổi được sống mình Chúa ạ. Ra cả những tất cả con làm phải bằng thần Ngài, bằng lời Ngài, bằng thần Ngài thì mới có thể làm được Chúa. Sa ka da ba du di chi ke da da bu su ku en di da ka da ba ro so ku i chi da ba ro sa ka du chi le ba ro sa ka alleluia en su ke da ba da bu du chi cha le ba ro sa ka chu la ba ro di ro so ku ô Chúa ô hãy thương xót mỗi anh chị chúng con đây Chúa, chúng con đã ngoài chẳng ra gì cả Chúa ơi, chưa để trong xã hội chúng con không chịu làm việc của đời sống mình, chúng con ô uế sơ dãi cho con kém cỏi và thất học Chúa. Ô là sơ cái nhìn ngay ngay ơn thương xót cả ngày Chúa ạ, mà ngài đưa chúng con vào trong buổi đặc nhiệm này để huấn luyện chúng con Chúa ơi, để chúng con biết trân trọng sự ban ơn này Chúa ạ, để trân trọng cái ân điển sứ đồ, ân điển tiên tri mà ngài ban chúng con Chúa ơi. Shakadam tuyệt anh đã bắt đầu chưa để chúa luôn kính sợ chúa mà đẹp lòng này chúa bởi vì như là đã cảnh cáo chúng con cái dân ngoại đó là cái tháp là cái là nho dại đó bị được tháp vào cái nho thật chưa nếu ngài đã không tiếc cái nhánh nho chính của nó là dân sên mà ngài chặt khỏi cái cành nho chưa thì ngài tiếc gì cái dân ngoại đó là cái nho cây nho dại đó chúa ơi để đưa chúng con ô mà coi được ân điển thì mất chặt mất Chúa xa cả chúng con để chúng con không thể coi được ân điển được bởi vì chúng con coi được điều gì chúng con hờ hững được gì chúng con mất điều đó Chúa Chúa ơi, nó không muốn những công sức của anh chị em con ở trong Chúa Christ đã uổng phí Chúa. Ô Rasakara vì bao nhiêu công lao của những người kỷ niệm, bao nhiêu công lao của các tổ phụ trong đức tin đều đều bị uổng phí rất nhiều Chúa ơi. Ô khi họ đánh gió chạy bao vơ Chúa, Rasakara họ hời hợt và đông cả. Ô Rasakara họ không đặt mục tiêu đúng cho đời sống của mình thật sự Chúa. Shakadaba và không trả giá cho mục tiêu đúng đó. Shakadaba chưa số nên đi sông dài chưa. Ô Shakadaba chưa nên lần thần học nói bệnh hoạn những ngày như ngày hôm nay đây chưa. Shakadaba đã muốn chỉ ăn xây căn cho đến Karaba Saka. Ô Shakadaba chưa chơi chưa chưa gọi chúng con đến để thức tỉnh lại các giới lãnh đạo thế gian này. Ô thức tỉnh các giới lãnh đạo cơ đốc chưa. Chúa gọi chúng con trong chương trình dự án tuyệt vời chưa có trong lịch sử nhân loại. Chúa là các cai nghiện tôn giáo Chúa ô cai nghiện tôn giáo Shakadabajinka ô tôn giáo Thiên Chúa giáo tôn giáo Công giáo tôn giáo Thiên Tin Lành giáo ô Rasa tôn giáo ô Chính Thống giáo tôn giáo Phật giáo Hồi giáo Nho giáo ô tôn giáo Cộng sản tôn giáo Do Thái giáo Ấn Độ giáo ô Shaka và các loại tôn giáo khác Chúa ơi. Ô Rasa ta để làm việc đó chúng con cần phải là một người ô cực kỳ sâu nhiệm cho ô một người cực kỳ là tuyệt vời ô
Sư thì mới có thể làm công việc cai nghiện đó chưa? Shakadabali tôn giáo là việc cực kỳ khó trong thế gian này, việc chưa ai có thể nghĩ đến, việc lớn và khó, việc chưa hề nghĩ đến. Ô ra sao ngài đặt để chúng con công việc lớn và khó là rồi chưa? Nếu ngài đã khởi sự thì chắc chắn ngài hoàn thành. Ô ra sao cả mời và sự thì ngài đưa chúng con không phải ngẫu nhiên, và ngài đưa chúng con đến thực nghiệm cho để đưa chúng con ô ra đào tạo chúng con bằng những tinh hoa quý nhất nơi ngài chúa Sakada bằng sự anh thánh ô bằng ngọc trai của ngài Sakada Barabudichi Ensi Kalabidu Oropapa để chúng trân trọng tất cả điều ngài dạy dỗ ô tất cả thức ăn mà ngài đưa đến chúng con chúa người chúng con không hờ hững bao giờ cả người chúng con luôn đói khát chúa luôn sốt sắng ôi chỉ có ăn thêm nữa thôi chúa trong danh chính Swift ô nguyện mắt chúng con lòng chúng con luôn cách xa thế gian này chúa để không đoái hoài những sự gì giá trị ra nữa chúa ơi mà chỉ đoái hoài trong giá trị của ngài của vương quốc ngài chúa ô trong những vị gì trên trời chúa không chạm được dưới đất chúa Shaka Dabara Se chúa đây vì tất cả dưới đất này tất cả công trình nó sẽ đổ trong lửa chúa trong danh chính Swift và chúng con chúng người gọi lửa xuống để đốt mọi công trình đó cho trong tay Chúa Giêsu trên đời sống chúng con gia đình chúng con chức vụ chúng con ô hội thánh con và cơ nghiệp chúng con cho chúng gọi lửa Chúa đến để thiêu đốt ô tất thảy những việc ô công được thường công trình đó ô để cái điều gì mà bảo là trời thì còn tồn tại tại đời đời cho và còn phát triển thêm nữa phải hơi sống giờ rồi bây giờ cũng chỉ là một người tạo dòng công thánh chưa mà trái đầu mùa là thánh thì cả cánh đồng đều thánh vậy cho gọi lửa của Chúa cứ đổ xuống trên đời xuống con mãi không thôi chưa để thánh làm thánh làm thánh làm thánh cho ta để khi thánh rồi chưa thì cái trái đầu mùa đấy nó sẽ ra cả cánh đồng đều thánh đều tuyệt vời ô trong danh Chúa Giêsu hallelujah những linh hồn kỳ diệu ô Sakata bara những linh hồn thánh, Shaka những linh hồn sống, ô mà ngài mong muốn cho trong danh Chúa Giêsu, Hallelujah, cảm tạ Chúa. Chúa giấu con chúc lành cho dân sự này cho Chúa chúc lành cho chúng con trong thời kỳ mới trong một giai đoạn mới ô ra sa ca đa bân giai đoạn mới ở trong cuộc sống chúng con cho ô ra sa ca đa bân si ca đa bân trong cái giai đoạn mà đào tạo ở lý thực nghiệm đó Chúa ơi sa ca đa bắt đầu từ đây cho ô ra sa để chúng con bắt đầu những chương trình mà 5 năm ô mà trong cái giai đoạn 5 năm đó ô cái chu kỳ 5 năm đó chúng mỗi chúng con phải ra được bản thân chúng con phải ra được một bản thân mỗi chúng con trở thành một vua cho ô một người độc lập hoàn toàn sa ca đa bát đu có thể độc lập ô có thể đứng trong ô chức vụ làm vua ô để ra được dạy dỗ mang bản sắc ô các tính bản sắc của mình cho ô cha ta đa bát đu sư chi đa bát đu ô tạo thành một dòng chảy ô tạo thành một cái dòng chảy mới trong dòng chảy lớn ô sự thương xót Thiên Chúa đó cho như chúng con những dòng ở trong dòng sông sự sống của Chúa mà ra từ nay của Đức Chúa Trời và chúng con nói cha ơi trong danh Chúa Giêsu Hallelujah Sa Ca Da Bất Lưu và trong quá trình đó chúng con cũng ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người hàng triệu người trong 5 năm đó Chúa ơi mỗi chúng con có ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người trong 5 năm đó ô và trong hàng trăm ngàn trong 5 năm đó cho chúng con cũng đều đào tạo được đến hàng ngàn người đi theo chúng con cho ô để từ họ đây trong 5 năm tiếp theo chúng con cũng đào tạo ra được 11.000 người ô kỳ diệu nhất cho sang vua ô ra ra cả một thứ thế hệ đó sang thế hệ kia chưa ô để 40 năm chúng con đào tạo ra 63.550 người ô làm lịch sử cho những người sáng tạo lịch sử những vua ô ra cả thế gian trong xã hội này cho trong tâm linh trong chính trị trong truyền thông thể thao văn hóa nghệ thuật khoa học đại trị quân sự an ninh quân sự quốc phòng trong tất cả lĩnh vực của nhân loại trong danh Chúa Giêsu ô để cái rất nhỏ trong họ trong một ngàn cái hèn yếu nhất trong họ trong dân rất mạnh cho trong danh Chúa Giêsu Hallelujah cảm tạ Chúa 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 yêu ngài Chúa yêu thương nhau Chúa Chúa chúc lành cho tất cả chúng đi chúng con cho để chúng con làm điều gì cũng trong sự bình an trọn vẹn cho ô ra sa ca đa con và ân điển Chúa bao phủ chúng con cho con gọi sự một Chúa trong chúng con cho và hãy tất thảy mọi ô mưu trước ma quỷ mọi mưu trước bao luôn bắt tất cả ý tưởng làm tôi vâng của Chúa Christ Hallelujah ô cho loại tất thảy cái ý tưởng xấu ra của chúng con từ xa nhân danh Chúa Christ và nguyện ô mọi sự suy nghĩ chúng con mọi lời nói mọi chúng con đều đẹp ý này mọi công việc tay chúng con cho đều đẹp ý Chúa con yêu ngài chúng yêu thương nhau trong những chuyện cha chúng con chúng Amen. Amen.